Thả ra. Chúng ta phải làm gì với thằng này bây giờ? Bây giờ thằng này hết tác dụng rồi. Khử nó đi. Mày. Mày làm sao? Rồi tao sẽ cho tất cả chúng mày đoàn tụ đi suối vàng. Mày khử nó. Ok. Nó vẫn còn có tác dụng. Hãy dùng nó làm mồi nhử dụ con Candy tới đây. Ok. Bây giờ ta sẽ lấy clip này gửi cho con bé Candy. Chắc chắn nó phải tới để cứu bạn nó. Chắc chắn lần này ta sẽ cho bọn nó chết chung một chỗ. Mày hãy ra đoạn xác thằng kia đi. Ok. Để xem lần này bọn mày có thoát được khỏi bàn tay của tao không? Bọn khốn này, Jenny mà có mệnh hệ gì thì chúng mày không xong với tao đâu. Chúng mày đang giam giữ Cherry ở đâu? Mày cũng nhanh đấy. Đừng nhiều lời, hãy mau đưa tao đến chỗ của Cherry. Mày hãy đi theo tao. Có chuyện gì với mẹ vậy? Con Candy nhóm đi không? Nó mò đến đây rồi. Thế thì cho chúng nó chết chung một chỗ.
không sao, bọn chúng đâu hết rồi? Bọn chúng bị tớ giết hết rồi. Thôi, để tớ đỡ cậu về.